Chào mừng các bạn đến với podcast được phát định kỳ vào tối thứ năm hàng tuần và tôi là Nguyễn Quốc Trung. Nếu đây là lần đầu tiên bạn biết đến tôi thì tôi cũng đã từng là một người đi làm công nhận lương hơn 5 năm tại một ngân hàng của Việt Nam và sau đó tôi đã có hơn 10 năm thực hiện công việc kinh doanh của riêng mình. Tôi là một người đam mê chạy bộ, thích kết nối và thường hay chia sẻ nên đó là lý do tôi lập ra kênh podcast này để chia sẻ và kết nối mọi người cùng nhau phát triển. Mời bạn vào trang web nguyenquoctrung.vn để tải về những tài liệu hữu ích mà tôi chia sẻ miễn phí và đọc thêm những bài phân tích của tôi về kinh nghiệm kinh doanh cũng như góc nhìn trong cuộc sống. Sau đây tôi mời bạn cùng trải nghiệm câu chuyện của ngày hôm nay. Có bao giờ bạn đã muốn làm một cái công việc gì đó mà bạn gặp phải những cái lời can ngăn, khuyên bảo của người thân hay là bạn bè của mình rằng bạn đừng nên bắt đầu cái công việc đó hay chưa? Tôi có đọc được một bình luận của một bạn đã phản hồi trong phần chia sẻ của tôi. Bạn ấy nói rằng nhiều người khởi nghiệp thành công thật là sướng và bạn ấy cũng muốn khởi nghiệp nhiều lần. Nhưng vì gia đình cứ ngăn cản, trách móc nên bạn ấy không thể khởi nghiệp. Bạn ấy cho rằng rào cản lớn nhất để bạn ấy khởi nghiệp đó chính là sự không ủng hộ từ gia đình của mình. Thông qua bài chia sẻ podcast này, tôi muốn gửi đến bạn đó và gửi đến các bạn câu chuyện về hành trình từ bỏ việc tại ngân hàng của tôi để khởi nghiệp kinh doanh. Tôi cũng nhận được nhiều sự can ngăn như bạn ấy và bây giờ tôi có dịp chia sẻ lại bài học của mình. Cách đây hơn 8 năm, lúc đó tôi đang làm việc tại một ngân hàng lớn của Việt Nam với vị trí là cán bộ quản lý của một phòng giao dịch. Hành trình làm công nhận lương của tôi kết thúc trong năm đó để tôi bắt đầu khởi nghiệp kinh doanh riêng cho mình. Khi mà còn làm việc tại ngân hàng và bắt đầu có ý nghĩ rằng tôi sẽ thôi việc để mà tập trung vào cái công việc kinh doanh riêng, từ bỏ mức thu nhập mà tại thời điểm đó tôi nghĩ rằng rất là nhiều người mơ ước và một vị trí cũng được rất nhiều người tôn trọng. Tôi đã chia sẻ nhiều với người thân và bạn bè của mình về hành trình sắp tới của tôi. Có người thì khuyên rằng là không nên từ bỏ một cái môi trường tốt như vậy. Cũng có người khuyên rằng hãy thử đi nếu bản thân tôi thấy tự tin. Và những lời khuyên mà tôi nhận được thì phần lớn là họ khuyên tôi nên từ bỏ đi. Tôi nhớ lúc đó tôi cũng chia sẻ việc mà mình sẽ nghỉ việc để ra kinh doanh riêng cho cha mẹ tôi. Cha tôi thì tính trầm, cũng không có ý kiến gì để mà tôi tự ra quyết định. Vì từ nhỏ ông đã chủ động để tôi xử lý các vấn đề của mình, chỉ hướng dẫn thôi và phân tích để tôi có thể mà tự làm được mọi việc. Còn mẹ tôi thì không. Vì tôi là một đứa con duy nhất trong nhà nên lúc nào mẹ tôi cũng chăm lo từng chút một, đến từng bữa cơm, từng cái áo. Thậm chí là có những lúc tôi đã gần 30 tuổi rồi mà mẹ vẫn hay làm giúp tôi những cái công việc vặt giống như là cái thời tôi còn nhỏ. Việc lo lắng cho con, nuôi dạy con từ nhỏ và nhìn con mình có được một vị trí công việc với mức lương thu nhập tốt vào thời điểm đó là niềm tự hào của bất kỳ người làm mẹ nào. Mẹ tôi cũng vậy. Lúc nào mà đi về quê thăm họ hàng cùng mẹ thì đa phần mẹ đều được họ hàng khen. Mẹ tôi cũng phấn khích và rất hài lòng với cuộc sống của mình. Rồi đùng một cái, tôi nói với mẹ rằng là con xin nghỉ để ra lập công ty riêng. Lúc đó tôi mở ra một cái xưởng chăm sóc xe ô tô. Cả nhà đang ngồi ăn cơm chung với nhau. Nghe tôi nói như vậy, mẹ tôi gác lại đôi đũa đang ăn dở. Mặt mẹ đỏ bừng rồi mẹ nói rất là lớn. Không à nghe, dứt khoát không à. Công sức nuôi dạy mày cầm viết từ nhỏ, lớn lên có việc tốt, có chức có quyền, tự nhiên bỏ ra làm cái thằng rửa xe. Nói xong rồi tôi như bị một cái gáo nước lạnh đang dội lên một cái tinh thần khởi nghiệp đang mà cháy bỏng trong tôi lúc đó. Tôi cố gắng trình bày về cái công việc kinh doanh sắp tới để mẹ hiểu, nhưng mà càng nói thì mẹ lại càng phản đối. Rồi trong cái buổi trò chuyện đó thì càng ngày càng căng thẳng hơn và mẹ tôi cũng bỏ ngang bữa, giận và bỏ về phòng của mình. Cái chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Tôi cũng đã quyết định nộp đơn xin nghỉ việc và bắt đầu cái hành trình của mình. Mẹ giận tôi. Và mẹ tôi giận tôi hơn 3 tháng liền sau đó. Nói chuyện thì chỉ vài câu rồi mạnh ai nói đi làm việc của mình. Cái không khí trong gia đình lúc đó là một cái thời gian mà chuỗi ngày im lặng. Có nhiều lúc tôi cảm thấy như là cái bầu không khí nó đang co đặt lại đến mức mà mình khó thở được khi mà ngồi trong cái sự im lặng ấy. Sau khi bắt đầu vào hành trình khởi nghiệp đó, tôi lao vào công việc ngày đêm cùng với những cái cộng sự đầu tiên của mình. Có những ngày thức sớm về khuya, cơm thì có bữa ăn bữa không. Càng thấy tôi làm việc thì mẹ bắt đầu chuyển hướng. Thay vì giận con mà giận thì đến bao giờ mà hết giận. Sau hơn 3 tháng đó thì tình cảm bắt đầu chuyển biến tích cực và tôi bắt đầu quen dần với công việc mới của mình.
bắt đầu có những khách hàng thường xuyên và tôi hay kể lại cái công việc của mình cho gia đình trong cái buổi cơm tối. Mãi đến sau này thì khi tôi có được cái sự nghiệp cơ bản riêng cho mình, cuộc sống của tôi thì tương đối thoải mái về thời gian và tài chính, tôi mới có những khoảnh khắc riêng tư cùng mẹ tôi. Lúc này tôi hay chọc ghẹo mẹ là ngày xưa mẹ mà ngăn cản con thành công thì chắc có lẽ bây giờ con với mẹ ít khi nào có việc ngồi khoảnh khắc bên nhau như lúc này. Mẹ tôi nghe tôi chọc thì cũng thấy ngại ngại. Rồi mẹ nói một câu làm tôi chợt nhận ra bài học của cuộc đời mình. Không phải là mẹ ghét con làm việc này hay là thích con làm việc kia. Chỉ vì mẹ thấy con đang có một cái điều kiện tốt trong cái thời điểm đó. Khi con quyết định thay đổi, bỏ đi những gì đang tốt đẹp mà chọn lấy một cái con đường quá nhiều khó khăn phía trước, mẹ sợ, sợ con của mẹ lại khổ mà thôi. Đời của cha mẹ đã khổ nhiều rồi, nên cha mẹ không muốn con phải trải qua cuộc sống giống cha mẹ trước đây. Nghe mẹ nói xong thì tôi cảm thấy xúc động và tự trách mình rằng đó đã hiểu sai ý của mẹ. Câu nói của mẹ làm tôi chợt bừng tỉnh và tạo cho tôi một cái tư duy mãi đến bây giờ về sự ngăn cản. Khi mà bạn bắt đầu một cái công việc gì đó mà nhận được nhiều sự ngăn cản, thậm chí là có những lời cay đắng hoặc là những cái câu dạng như là khinh người, mày không có làm được đâu, đừng có làm. Thì lúc đó tôi tự nhủ với mình rằng đây là bài học của mẹ dạy. Họ đang rất yêu thương mình, họ không muốn mình rời xa khỏi cái vòng an toàn vì sợ mình sẽ khổ. Chỉ vì cách họ yêu nhưng không biết thể hiện ra là họ đang yêu và quan tâm mình thôi. Vì thương tôi nên khi tôi nghỉ việc tại ngân hàng, mẹ tôi sợ tôi khổ vì khởi nghiệp vất vả nên đã cố gắng ngăn cản để bảo vệ cuộc sống của tôi. Nhưng lời yêu thương đó có vẻ khó nghe, thái độ thì hơi đối nghịch, nhưng mục đích cuối cùng cũng vì mẹ muốn con mình hạnh phúc. Hy vọng bài podcast này gửi đến bạn một cái thông điệp tích cực cho những người bạn đang trên đường tìm cho mình một cái hành trình riêng trong sự nghiệp. Mọi việc đều có lý do của nó, quan trọng bạn đón nhận và suy nghĩ như thế nào, là động lực hay là rào cản. Cảm ơn bạn đã lắng nghe bài chia sẻ này. Nếu thấy nội dung này là hữu ích, nhờ các bạn nhấn vào nút like và chia sẻ đến cho những ai đang cần, vì biết đâu đây là nội dung có thể thay đổi được cuộc đời của ai đó. Ngoài ra, nếu các bạn thấy kênh này phù hợp với các bạn có thể đăng ký kênh để đón nhận thêm những thông báo từ những video mới của tôi. Chúc bạn có cuộc sống hạnh phúc và đủ đầy.